A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Xin chào các bạn học sinh thân mến, chào mừng các em đã đến với trang vietsach.com. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng với cô giáo để trả lời các câu hỏi trong nội dung bài 32, bài Anh 3 thuộc chủ đề 3 Niềm vui sáng tạo, thuộc bộ sách Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức với cuộc sống. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi trong phần khởi động. Trao đổi với bạn một điều em biết về cuộc đời, hoạt động của Bác Hồ. Đây, chúng ta có thể kể đến một vài thông tin cơ bản như: tháng 6 năm 1911, người sang nước ngoài. Suốt 30 năm hoạt động, người đã đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Người hòa mình với những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào nội dung đọc văn bản. Ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc văn bản Anh 3, trang 135-136. Nội dung chính của bài đọc này đó là văn bản đề cập đến cái tình yêu nước của anh ba. Anh luôn mong muốn được ra nước ngoài để học hỏi, để về giúp đất nước mình phát triển. Qua câu chuyện này, tác giả muốn nhắn nhủ rằng mỗi chúng ta hãy luôn mang trong mình sự nhiệt huyết, ý chí quyết tâm để thực hiện được những mục tiêu, những mơ ước của chính mình. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi thuộc nội dung bài học này. Câu hỏi thứ nhất: trước khi đề nghị anh Lê ra nước ngoài với mình, anh ba đã hỏi anh Lê những gì? Ở đây, trước khi đề nghị anh Lê ra nước ngoài với mình, anh ba đã hỏi anh Lê rằng: anh Lê, anh có yêu nước không? Anh có thể giữ bí mật không? Câu hỏi thứ hai: những câu nói nào cho biết mục đích ra nước ngoài của anh ba? Các câu nói thể hiện cái mục đích ra nước ngoài của anh ba đó là: tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và đi để đi. Câu hỏi thứ ba: câu nói chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi thể hiện điều gì? Câu nói này nó thể hiện cái sự nhiệt huyết, ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của anh ba. Câu 4: theo em, tác giả muốn nói điều gì qua câu chuyện này? Ở đây, qua câu chuyện, tác giả muốn nhắn nhủ rằng mỗi chúng ta hãy luôn mang trong mình sự nhiệt huyết, ý chí quyết tâm để thực hiện được những mục tiêu, mơ ước của chính mình. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thứ 5. Kể lại một câu chuyện về Bác Hồ mà em đã đọc hoặc đã nghe. Ví dụ ở đây đó là câu chuyện Thời gian quý báu lắm, các bạn có thể tìm đọc. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi trong phần luyện tập theo văn bản đọc. Câu hỏi thứ nhất: tìm các danh từ riêng trong bài đọc Anh Ba. Ở đây, trong bài đọc Anh Ba có các từ riêng đó là Sài Gòn, Pháp. Câu thứ hai: tìm từ có nghĩa giống với từ hăng hái, can đảm và đặt câu với những từ em tìm được. Ở đây, những từ đồng nghĩa với từ hăng hái. Ở đây, những từ mà đồng nghĩa với từ hăng hái này, đó là từ nhiệt huyết, từ tích cực, say mê và nhiệt tình. Và những từ đồng nghĩa với từ can đảm như là dũng cảm, kiên cường, anh hùng, mạnh mẽ và táo bạo. Chúng mình có thể đặt câu với các từ này như: Bác Hồ là một vị anh hùng tràn đầy nhiệt huyết và dũng cảm. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đi đến nội dung phần viết. Viết thư trang 136-137. Đề bài ở đây đó là viết một bức thư cho người thân hoặc bạn bè ở xa. Câu 1 đó là dựa vào nội dung hướng dẫn trong hoạt động viết ở bài 30, viết một bức thư theo yêu cầu của đề bài. Ở đây chúng mình cần phải lưu ý đó là cần lựa chọn cách xưng hô phù hợp, cần thể hiện sự quan tâm, tình cảm, cảm xúc của em đối với người nhận thư. Các bạn có thể tham khảo nội dung bức thư sau. Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2023.
Ông ngoại thân mến, chắc ông sẽ bất ngờ khi nhận được thư của cháu đúng không ạ? Hôm nay cháu học bài xong còn sớm nên cháu viết mấy dòng thư hỏi thăm sức khỏe của ông. Ông ơi, lâu nay ông có khỏe không ạ? Tuổi ông đã cao nên ông cố gắng nghỉ ngơi, đừng làm vườn nhiều quá ông nhé. Cũng đã hơn một năm cháu chưa có dịp về quê thăm ông, cháu nhớ ông lắm. Cháu và bố mẹ ở đây đều khỏe, công việc và học tập đều rất tốt. Cháu hứa là sẽ học tập thật tốt, thật ngoan để hè này được bố mẹ cho về thăm ông. Đêm đã khuya, cháu phải đi ngủ để sáng mai kịp giờ đến lớp. Cháu xin dừng bút tại đây, ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu yêu ông nhiều. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thứ hai. Đọc soát và chỉnh sửa. Các bạn sẽ đọc lại bài làm của mình, phát hiện ra các lỗi, sau đó chúng ta sửa lỗi. Ví dụ như là các phần của bức thư đã đầy đủ chưa, đã có địa điểm, lời chào, nội dung, cuối thư và chữ ký chưa? Nội dung của thư đã thể hiện được hết các ý chưa? Và dùng từ có đúng chính tả, viết câu có rõ ràng và mạch lạc không? Câu hỏi thứ 3. Nghe thầy cô nhận xét về bài làm của mình và chỉnh sửa theo góp ý. Chúng ta sẽ chỉnh sửa những chi tiết chưa hợp lý theo lời góp ý của thầy cô và viết lại bức thư cho hoàn chỉnh. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đọc mở rộng. Câu hỏi thứ nhất, đọc một câu chuyện kể về ước mơ. Ở đây là một bài mà các bạn có thể tham khảo. Ước mơ của hai hạt cây. Hai hạt cây nằm cạnh nhau từ mảnh đất trên đất, từ mảnh đất màu mỡ kia. Hạt đầu tiên nói, tôi muốn lớn lên, tôi muốn đâm rễ sâu vào lòng đất, tôi mơ thấy mình đang ở, đang nở hoa báo hiệu mùa xuân, tôi muốn cảm thấy tia nắng ấm áp của mặt trời và các giọt sương trên cánh hoa. Hạt này lớn lên và thành một bông hoa đẹp. Hạt thứ hai nói, tôi sợ nếu tôi chưa rễ xuống lòng đất, tôi không biết có những gì ở đó. Nếu tôi mọc ra phần thân mảnh mai, chúng có thể bị gió làm gãy. Và nếu nở hoa, chúng có thể bị hái mất. Vì vậy, tôi thà chờ đến lúc an toàn hơn. Hạt thứ hai chờ đợi. Trong lúc ấy, một con gà đi qua đã mổ và cho nó vào bụng. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thứ hai trong phần đọc mở rộng. Viết phiếu đọc sách theo mẫu. Câu hỏi thứ hai, viết phiếu đọc sách theo mẫu. Ở đây, các bạn hãy cùng quan sát vào mẫu phiếu đọc sách của cô. Tên câu chuyện là Ước mơ của hai hạt cây. Tác giả, ngày đọc là ngày 20 tháng 2 năm 2023. Nhân vật yêu thích là hạt cây. Ước mơ của nhân vật là muốn được lớn lên. Điều em học được từ nhân vật đó là tin vào chính mình và thực hiện ước mơ của mình. Mức độ yêu thích ở đây là 5 sao. Câu hỏi thứ 3. Trao đổi với bạn về ước mơ được nói đến trong câu chuyện và ý nghĩa của câu chuyện. Nếu bạn có ước mơ trong đầu, hãy làm gì đó với nó. Bước nhỏ đầu tiên bạn sẽ thực hiện. Bước nhỏ đầu tiên bạn thực hiện sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Nếu bạn chỉ chờ đợi trong vỏ bọc hoàn hảo và giữ những lo lắng về các khó khăn phải đối mặt, thì bạn sẽ trì trệ và ước mơ của bạn sẽ chết dần. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi trong phần vận dụng. Kể lại cho người thân nghe về câu chuyện về Bác Hồ mà em đã đọc và chia sẻ suy nghĩ của em về câu chuyện đó. Ở đây, các bạn có thể đọc câu chuyện giản dị và tiết kiệm, từ đó trình bày suy nghĩ của mình. Đó là từ mẩu chuyện về Bác Hồ này, em đã rút ra được những bài học vô cùng ý nghĩa về đức tính giản dị và tiết kiệm của Bác. Mặc dù Bác là người có địa vị cao, là vị lãnh tụ thiên tài của cả dân tộc, nhưng Bác luôn giữ cho mình sự giản dị và tiết kiệm. Như vậy, vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi trong nội dung bài 32, bài Anh Bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.